Ok, hello các bạn. Hiện tại Thép đang ở 336 Nguyễn Văn Luân, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình có dịp mình đi vào Sài Gòn. Ở sẵn đây mình ghé nhà cô Ba, mình xem tình hình cô Ba bán vé số dạo này như thế nào nha các bạn. Đó thì mời các bạn hãy theo chân Thép nha. Không biết là cô Ba, bữa nay cô Ba bán vé số nữa kìa. Xe nguy hiểm quá. Rồi, bữa nay cô Ba lại bán vé số rồi. Không biết cô Ba có nhận là mình không? Sáng giờ bán mấy tờ rồi cô? Hồi sáng giờ mà ba bán được. Làm cái chung với anh này lúc còn thịnh nghè nè. Dạ. Cô Ba còn nhớ con không? Mộ Ba còn nhớ con không? Đúng rồi. Nhớ con, nhớ tên con tên gì không? Chú à. À chú. Ba không có nói con ảnh nè. Ở cầu vừa cũng nghe cái chỗ ông nước ngoài nè. Ông ở nó năm mấy. Hồi sáng giờ mô ba bán bao nhiêu tờ rồi mô ba? Mô ba bán được 200 tờ, giờ cậu đang đi dạo rồi con ơi. Hồi sáng giờ bán 200 tờ rồi hả? Không, hồi sáng giờ 200 tờ mà còn nhiêu đây nè. Không con hả? Còn nhiêu đây bao nhiêu tờ nữa? Dạ còn nhiêu đây là không biết bao nhiêu tờ. Còn nhiêu đây mà bán. Rồi, rồi cậu ba đâu mà? Mà cậu ba đi bán rồi con ơi. Cậu ba đi bán rồi. Còn anh Long đâu, anh Long đâu? Dạ anh Long ấy là còn ở trong nhà, anh ngủ trong nhà con. Long ngủ trong nhà hả? Con ơi, mẫu ba ba đang mướn cái nhà đây nè con. Ủa, mẫu ba mướn nhà khác hả? Mẫu ba mướn nhà khác rồi con ơi. Cậu cũng trả tiền đàng hoàng giữ kế cho mẫu ba. Mẫu ba mướn nhà khác rồi, mẫu ba bán như đây với à. Mở cho con hỏi cái. Mở đi qua mướn nhà khác bao nhiêu ngày rồi? Dạ, 14 tay. 14 tay? Dạ. Bữa nay ngày mấy rồi ta? Bữa nay mình ở dưới 21 rồi con. Ủa sao mợ ba không ở chỗ đó? Bởi vì cậu cũng mợ ba cũng cậu cũng cho mợ ba ở chứ không phải là không cho ở đàng hoàng tử tế, mà mợ ba nó hơi để về qua bên đây nó có hàng tháng 2,5 triệu hà. Yeah. Điện nước luôn là 3 triệu. Yeah. Rồi cậu nói là tùy mợ ba muốn đi thì mợ ba đi chứ con không có ép mợ ba mà con không đuổi mợ ba nha. Cậu cũng nói vậy mà tại vì mợ ba muốn thích qua bên đây nó ấy hơn chút. Là ông chủ trọ ông nói với mợ hay là vợ chủ trọ? Vợ chủ trọ với cậu chủ trọ cũng trả tiền cho mợ ba đầy đủ, không có thiếu một cắc nào hết á, không có thiếu, trả đủ 5 triệu luôn, 5 triệu hơn. Trả đủ là không thiếu gì hết. Không có thiếu, rồi. Không có thiếu. Mà cậu nói cậu đi, cậu không có thể đuổi mợ ba đâu, mà tại vì mợ ba nói thôi giờ ở bên kia nó hơi có 2 triệu hơn, thôi kệ để mà ba đổi qua đổi chỗ khác đi ở đừng cho nó ấy hơn, mấy bên đây chiều chói nắng qua cậu quá chừng à. Dạ. Chiều ở bên đây nó chói nắng qua. Dạ. Dạ. Bây giờ là mợ về mà kêu anh Long ra đây giữ số đi, con mợ dẫn con về trọ coi thử trọ mợ ở như nào nha. Dạ dạ dạ. Thôi, con với mợ đi luôn. Mợ gọi anh Long ơi. Không anh Long ở đây không có ăn ca, không có ai lấy gì mợ ba hết á. Để con bán số cho mợ về mà kêu anh ra. Không, con đi ra, đi vô luôn. Đẩy xe vô luôn hả? Đẩy xe vô luôn. Gần không mợ? Gần ở đây là con. Thank you.
tới nhà cậu M3 không? Dạ, tới nhà cậu M3. Để M3 mà kêu nó làm vậy nha con ha. Ủa, phòng nào đó M3? Nó phòng này nè con. Phòng đó nó con. Đây hả? Dạ, dạ. Ủa sao? M3 có cái lồng ngấu, có cái lồng trọng á. Có cửa nhốt lại luôn. Có cái lồng trọng á con ơi, để nó đi vậy nó đi, M3 không biết đường kiếm. Còn bao nhiêu tờ này mở lát mở đến con mua ủng hộ mở hết luôn. Bữa nay khỏi mở khỏi đi trả giấy số. Dạ. Rồi M3 bà. Vé lồng nè con. Vé lồng để vào M3 khi vé lồng về. Ở vé lồng giờ à? Ủa hả? Dạ, phải Lâm ngủ. Lâm ơi! Lâm ơi, cậu lên nè. Hổm rèm ba nay nó nhắc cậu quá chừng luôn. Thế Lâm ơi, cậu mình vô xuống nè. Đó. Alo. Alo. Hello. Hello. Cậu. Cậu lên lầu không cậu? Lên lầu vậy không phụ đồ M3 lấy số ngủ không người ta không có M3 thì không đi lên lên cẩn thận lên rồi con đó M3 à cô ba mướn này con nè con hôi không con ơi cái làm nó ngủ lên này nó hơi hôi không con dạ không sao con sao M3 bắt quạt lên bắt quạt nó rồi con rồi để đâu vậy rồi ờ cái phòng mày rửa lại được rồi được rồi khỏi dịnh để cho mày sửa lại cho chắc chưa không ủa giờ này mới ngủ vậy đâu hả ngủ dậy ủa sao mới vậy rồi đi bán số rồi phụ mợ rồi chứ chờ bao lâu bấm mày mới coi con ngạn chú á khó khó ờ chú người ta coi á trong hạn á chú có trong đó đó người ta coi á người ta nói á ta coi trong mạng ta nói ở phòng này thấy nó cứng cáo hơn phòng kia phải không dạ ở phòng kia cầu tiêu bị gì nó ngạt con rồi người ta mới cho một ba giờ đi ha con ha rồi cái phòng trọ này giá nó rẻ hơn không ạ dạ giá rẻ hơn con ha nó tất tổng cộng là khoảng có 3 triệu thôi à. Còn cái kia tới 3 triệu mấy người điện nước luôn là phải 3 triệu mấy ấy là điện nước là tầm cũng có 3 triệu thôi. Dạ đúng rồi con rồi. Vì điện thì nó có 3.500 ký thôi mà bỏ xài hà tiện dạ. À, mà dưới nước thì có 25.000 khối mà M3 xài tới một ngày không tới dạ. Một tháng chắc cũng không tới hai mấy ký à 25 ký dạ. 25 đâu khoảng đó là cũng cậu, vậy sáng giờ cậu đi đâu rồi mà à, hồi sáng giờ cậu đi bán à. Cậu đi bán với M3 mà giờ cậu đang đi bán chắc cậu thấy M3 không có để ngoài là cậu ba về đây á dạ 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 à, cậu ba đi qua bên sao M3 thấy phòng trọ này được không được không dạ được trước không? Con biết sao không M3 thấy con đi kiếm thôi mà vất vả quá dạ. Cái M3 đi hỏi thăm người ta thì nó chỉ vô đây luôn ngay tóc luôn dạ. Ở đằng kia thì phòng trọ nó bị nghẹt cầu dạ. Rồi cứ qua phòng bạo này hả con dạ, đây cũng thấy ổn rồi đó cũng mừng cho M3 dạ phòng trọ đẹp rẻ dạ rẻ dạ. Dạ. Dạ thì bên đó cũng đưa tiền cho qua đầy đủ qua đây đưa tiền lại cho người ta liền hắn con không đó. Cậu cũng được cậu nói hơi bây giờ tiền M3 chứ con không có đuổi M3 đâu dạ. Mà tiền M3 thì thôi giờ M3 cũng ở với con cũng là hơi lâu rồi thôi để M3 đi kiếm chỗ khác ở ha. Rồi con đưa tiền cho giờ dì ba đầy đủ chứ con không có thiếu dì ba một cách nào hết đưa 5 triệu mấy luôn. Thì con lúc đó con bây giờ đưa tiền thì con nói nghe ngon nói đàng hoàng M3 đưa tiền đầy đủ hết không có thiếu cho M3 đâu M3 đi kiếm nhà trọ thì M3 quyền của M3 chứ con không có đuổi M3 đâu dạ. Vậy á thôi vậy cũng được rồi bây giờ dạ. M3 đi xuống dưới đi dạ M3 không có đuổi M3 đâu đi từ từ nhưng mà ghét dạ. Nó hơi gọi là nó kiểu mà nó thẳng quá dạ. Ghét nó thẳng nhưng mà được có một cái là nó có một cái vách tường để kê mình lại còn đúng không dạ. Có một cái vách tường để kê mình lại dạ lỡ mà mình có đi mà ấy thì mình gỡ vách tường mình đi cũng được các bạn dạ còn vách kia thì nó hơi nguy hiểm chút xíu Lâm ăn gì chưa Lâm chưa thôi về rồi bé Lâm bé Lâm bữa nay tại vì hồi qua bé Lâm có bán phụ
bữa nay bé Lâm nói thôi mẹ ơi, bữa nay Lâm ấy rồi, thôi cho Lâm ở nhà ngủ đi, rồi cái phá cửa lại nhốt bé Lâm. Dạ. Ê, chị số này. Ôi giời, nhiều thế. Như đây là khoảng bao nhiêu tờ mà? Chắc cũng bổn mà con ơi. Bây giờ 2 triệu mà ba bán còn nhiêu đó. 2 triệu mà sáng giờ mình bán nhiều chưa? 2 triệu xà, hồi sáng thì mỗi ba bán cũng... Thì con tính thì mỗi ba cái nó còn bao nhiêu tờ đó con? 2 triệu mà sáng giờ bán nhiều chưa? Thì chắc cũng... Để con coi cái đó coi. Có gì? Chắc vậy. Ờ, nhiều quá là nhiều lắm Lâm ơi. Lâm đi trai. Chiều nay mà anh em trúng số là dẫn anh Lâm đi đi chơi nha. Dạ. Dạ. Trúng số là dẫn anh Lâm đi tán gái nha. Quá cười hoài các bạn ơi. Trời đến này mệt nghỉ luôn rồi. Anh Lâm biết đến số không? Anh Lâm biết đến không? Anh Lâm biết đến không? Thất nghỉ luôn á. Còn nhiều quá mở con. Mở đếm giùm con hết một cọc này bao nhiêu tờ mà. Nhiều lắm á con ơi. Có gì. Thì mở lấy 2 triệu mà mở bán sáng giờ rồi. Thì đây tầm có 3, 9 chứ mấy. Dạ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, rồi. 39 rồi. Còn 40. 40 hả con? Dạ. Giờ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 đi con ha. Giờ đếm là 1 lại nha con. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 rồi con. 18, 19, 20, hello. 21, 22, hello. 23, 24, 25, hello. 26, hello. 27, dạ. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Dạ không được rồi, em lát chút xíu em mới qua được nha. Nha. 45. Dạ 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 dạ. Dạ dạ dạ. 95 tờ. Mở. Dạ. 95 tờ. 95 tờ. Là nhiêu mà? Là... 950. Dạ đúng rồi. Nghe không bạn? Còn dạ. 95 tờ mở bán sáng 200 tờ đúng không? Bây giờ con lấy phần nữa mà ba bán đâu ấy, mà ba bán phần nữa cho. Để con tội nghiệp cho con quá. Bữa nay con mua con ủng hộ mở để cho mở ở nhà luôn. Chứ con vô đây cũng... Mình cũng... mua ủng hộ mở lâu lâu mà con mua ủng hộ mở. Triệu mà. Dạ. Triệu mà rồi. Họ hỏi nó lại cho con. Còn 500 ngàn này có một cái chị mà hôm bữa gửi cho thép mà con quên luôn thông tin. Đó chị cho em xin lỗi nha, nay đưa cho mợ luôn. Dạ mợ cũng cảm ơn cái cô mà gửi cho thép cho cậu mình á, mà giờ cậu cũng cầm lại tới cái nhà trọ mợ ba ở. Dạ. Thì mợ ba cũng cảm ơn cô rất nhiều. Rồi cậu cũng mua dùm cho mợ ba hết mới với số rồi. Bây giờ mợ ba bán về hơi trưa quá rồi. Giờ này cũng là 9 giờ mà hơn rồi. Thì cậu cũng thấy vậy, cậu lên cậu giúp đỡ dùm được một gần 1 triệu luôn. Dạ. Triệu với số luôn cho dạ. Mợ ba đó. Thôi giờ mợ ba cũng cảm ơn tất cả là mợ ba cầm cái số tờ này của cô cho. Dạ. Còn tiền này là của cậu mua với số. Rồi cảm ơn tất cả, chào cậu. Dạ. Và mợ ba gửi lời thăm cô giữ gìn sức khỏe, gắng lo giống như chị ba như vậy. Dạ. Dạ, mợ gửi lời thăm gia đình. Mợ ráng cố gắng nha. Dạ. Hôm bữa giờ con có kêu gọi người ta tới, người ta mua vé số ủng hộ mợ, là có nhiều người tới không mợ?
Dạ thì cũng có, mà tại vì bữa nay gặp, bữa nay là thành phố Hồ Chí Minh thì với số hơi chậm một chút. Dạ. Dạ. Với số hơi chậm hả con? Số hơi chậm. Dạ. À, nhưng mà người ta cũng, nhiều người người ta cũng biết mở, người ta cũng tới. Dạ. Ủng hộ ra rai không? Dạ có. Một ngày mà ngồi đó ngồi bán được 200 tờ. Thì hôm qua thì trung ra mà qua bán được 150 tờ. Ừ. Thì mà ba bán hết luôn. Rồi hồi sáng giờ cậu đi được con chuyến đầu với chuyến này hơi chậm. Dạ. Mà cậu chưa về. Dạ. Dạ. Thôi mở ré nha. Lâu lâu dạ. Con ghé con thăm mợ thì à, cũng lâu lâu con ghé con thăm mợ. Mợ ba mà mợ ba mướn cái phòng trọ này nó rẻ hơn các bạn, 2,5 triệu. Dạ. Ờ 2,5 triệu điện nước luôn, tầm khoảng gần 3 triệu. Phòng trọ kia thì 3 triệu điện nước, tầm khoảng cỡ 3,3 triệu nha các bạn. Thì cũng rất là ok. Phòng trọ này tí nó dạ. Nhỏ hơn phòng kia. Dạ. Đúng không mợ? Dạ. Con ơi ngày mai mà ba đi công chuyện đó ha con. Dạ. À, rồi sao con? À rút thẻ, lấy thẻ dạ, hả? Dạ, mai 22 rồi con. Ủa, mai 22 rồi mở ra mở lấy thẻ. Rồi mở nhờ cái ông anh hàng xóm đó đi ở mật khẩu qua nha. Dạ, rồi gửi số tài khoản qua cho con. Dạ, gửi tài khoản cho con. Mà dạ. Ba không rành đó nha con. Có dạ. Gì ngày mai con có ghé mở không? Đặng ngày cho con mai con về quê rồi. Ngày mai con về quê. Dạ. Vậy thôi, vậy là có gì mở ba nhờ người ta làm sao con viết vô tờ giấy đi. Dạ. Mà ba không cần. Mai con điện con hướng dẫn cho. À mai con điện con hướng dẫn cho mà ba nha con. Để lấy cái thẻ ATM để hàng tháng mình gửi tiền cho mợ đóng tiền trọ thôi mà. Dạ. Thì bây giờ con xin phép mợ con về luôn nha. Con dạ. Qua bên cái cầu ông Lãnh thì con có việc giúp ông người Tây đi về nước các bạn. Dạ. Ở đại sứ quán để hỗ trợ con ảnh đi về nước. Dạ mợ ba bye bye. Dạ. Con ơi con lấy cái thẻ mợ ba con chụp hình giùm mợ ba lại đi, mấy Lâm có thẻ đó. À cái thẻ mợ ba. Thẻ địa chỉ hả? Dạ. Con lấy giùm con. À con ráng con chụp hình giùm mợ ba lại, để cho người ta biết à, chỗ mợ ba ở lại giờ không còn ở cái chỗ cũ nữa ha con ha. Dạ dạ. Dạ, con giúp giùm mợ ba. Thì cái địa chỉ mà bán cái số của mợ ba thì nó vẫn nằm ngay cái địa chỉ. Dạ, cũng đúng luôn. Và giờ có cái mình về nhà đi. À. À giờ mợ cũng nhờ con tặng cho người ta biết là mợ ba ở chỗ này là khác chỗ. Không con ha. Nè con. Đó, ở chỗ đó đó con đọc đi. Con đọc giùm mợ ba đi. 995/80/78B Hồng Bàng, phường 12 quận 6. Nhà chú Tây. Nhà chú Tây, nhà chú Ba bán vé số. Rồi, có đọc số điện thoại bà Ba đây, không? Cô Ba số điện thoại. Đó, các bạn thấy rõ không? Anh chị em nào mà có mua vé số thì đi ngang qua nhớ ủng hộ mợ nha. Đó sẽ dạ. Số điện thoại mợ luôn. Đó, còn mình có ví dụ như mình muốn hỗ trợ mợ vài ký gạo hay là thùng mì gì đó. Đây là số điện thoại của mợ đó, thế để dạ. Cho mọi người xem cho rõ luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn mợ nha. Dạ, mợ ba cũng cảm ơn con. Dạ. Rồi. Lâu lâu con ghé con thăm mợ dạ, nha. Dạ, con lấy cái này về. Dạ. Đó thì Thép cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip của mình nha. Dạ. À, chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye.